này Phương. What did happen now? What did happen? You. If you allow anybody pass through this gate again, if you allow anybody pass through this gate again, you see what I will do to you. Okay. Đó, cái đám tụi nó dữ dằn lắm. Nhưng được cái á, tụi nó không có súng. Nhưng mà đặc biệt á, nó có thằng Cameroon ở đó đó. Nó bự như con dâu vậy đó. Hai thằng mình giờ không lại nó đâu. Mày đụng độ tụi nó rồi à? Có, em cướp tụi nó hai lần rồi. Bây giờ á, tụi nó dè chừng lắm. Tôi cũng nghe nói về băng nhóm này. Băng này là băng chuyên môn thuê những phụ nữ nghèo, xong rồi giấu hàng qua đồ lót để qua mặt tụi hải quan ở sân bay. Nhưng mà cướp hàng tụi này cũng chẳng được bao nhiêu đâu. Cũng được chút xíu chứ. Không quan trọng, nhưng mà quan trọng là mấy ông đây không muốn cướp hàng. Sao kỳ vậy? Muốn gài bẫy để bắt vợ chồng ông Tài thôi. Bắt làm gì? Để dụ Trương Hùng ra mặt. Ê, quay lại. Nhi, cái gì từ từ nói nha. Mày nhìn thấy cái gì chưa? Súng. Sao mày kêu tụi nó không có súng? Chắc nó mới mua. Mày sao sao? Đại ca. Có gì à? Cái gì đó? Sao nhiều quá vậy? Tụi bay là ai mà lén phén tới đây? Có tin là tao bắn nát sợ không? Tôi đi dạo. Mày là người quen của anh Kiệt hả? Anh quen hả? Biết anh Kiệt hả? Tôi đâu biết nói là ai đâu. Nhận đi, nhận đại đi. Biết mà, quen anh Kiệt. Mày là thằng nào? Ê, đừng có cương. Cương gặp bác sĩ Cường bây giờ nó có súng. Làm quay đi. Xong hết phim. Bỏ súng xuống. Người quen của tao đó. Đây. Trời ơi, anh nhiều người hâm mộ quá vậy. Thì đâu cũng có fan của anh hết vậy. Fan cái đầu mày, tao biết đó là thằng nào đâu. Mày là thằng nào vậy? Anh không nhớ em hả? Em là cái thằng nhóc hồi trước anh chở em đi khi mà cái tụi ông Hùng qua đồ sát nhóm Lâm Dồn, anh nhớ không? Thì ra là mày. Nhưng mà sao từ bữa đó cho đến giờ thấy mày không khá chút nào vậy? Ê, chọc em hoài. Thì ra hồi xưa anh cứu nè hả? Trời, anh Hùng dữ ta. Chuyện nhỏ mà. Ê, cái gì mà chuyện nhỏ? Lúc đó mà không nhờ có số tiền của anh á là bây giờ em thành má đói ngoài đường rồi. Thôi, mình ra ngoài uống cà phê đi nha. Đi. Dạo này dữ rồi nha. À, khoan đã. Anh tới đây gì vậy? Cũng không giấu gì chú em. Tụi anh tới đây á, tính cướp hàng cho ông Hùng đó. Trời ơi, nó có mua súng chứ không có quên mua đạn đâu anh. Anh nói chơi hay nói giỡn vậy? Anh nói thiệt. Nhưng mà anh muốn bàn với ông Trùm của chú mày trước. Thôi được rồi, đi ra ngoài đi. Em coi giúp được gì em giúp. Tao thấy chú mày ngon lành nha. Ngon gì anh ơi. Chẳng qua là em học tiếng nước ngoài mau lẹ, cho nên á, mới cầm đầu tay chân của bọn Cameroon nè. Đi, ra ngoài uống cà phê đi, coi giúp được gì em giúp cho. Anh nói mày nghe nè, nếu như mà sau này muốn hoàn lương thì báo với anh chỉ đường cho. Thôi, đi, ra uống cà phê đi. Chắc đợi tới Tết Nguyên Đán rồi tới Tết Công Cô đó cũng chưa hoàn lương. Đi. Mày đã thương lượng xong rồi hả? Phải. Cái kiểu giống như là cho thuê kho bãi vậy đó. Diễn xong màn kịch bắt cóc vợ chồng kia, mình rút ngay. Thằng đó là thằng nào? Đó, ngủ uống cà phê một mình đó. Mày nói là nó không cho đại ca nó biết chuyện này à? Phải. Đại ca của tụi nó là người Cameroon, mới ra sân bay chiều nay, mấy ngày nữa mới quay trở lại. Vậy là cơ hội của mình đó. Đúng như vậy. Nói, nếu như chỉ để dàn dựng bắt cóc thì ok. Bây giờ tụi nó được trang bị vũ khí rồi, muốn cướp cũng không dễ dàng đâu. Tao thấy số tiền cũng xứng đáng đó. Thằng nhỏ đó giỏi võ thiệt ha. Tất nhiên. Cứ sòng phẳng với tụi nó đi, mọi chuyện sẽ êm hết.
Cô đáng tin không vậy? Tao tin thằng Kiệt. Mày sợ thằng đó phản à? Không, chỉ là thấy nó trung thành với đồng tiền quá. Cũng may là mình còn ít tiền. Kỳ này tụi đàn em của em chắc nó mừng lắm luôn á. Chỉ là một chút, coi như là lòng thành thôi. Cái gì? Anh giỡn hoài. Cái này mà chia ra là bằng gấp 3-4 lần lương của tụi nó đó. Tụi Cameroon kèo lắm. Biết tụi nó kèo kiểu như vậy, tại sao phải chống lưng cho tụi nó làm chi? Đời nó đưa đẩy mà anh. Em làm gì được quyền lựa chọn? Anh nói chú mày nghe nè, cuộc đời giang hồ nó bạc bẽo lắm. Nếu như tay chú mày chưa nhúng sâu, rút ra được thì rút ra liền đi. Em nói thiệt với anh nha, bây giờ mà bỏ cái nghề này, em không biết làm nghề nào khác luôn á. Chú mày chưa đủ 18 tuổi mà, kiếm một cái nghề nào đó học rồi từ từ tính tiếp. Vậy thì ai cho tiền em đi ăn học đây? Yên tâm đi, anh sẽ nhờ đứa em họ lo cho mày. Nhưng mà trước mắt, lo cho anh vụ này xong đi đã. Lâu lắm rồi em mới thấy anh em của anh làm được việc như vậy. Ta bây giờ sung sướng quá cho nên nó mới hư đốn. Chứ hồi còn trẻ làm cho cha, tụi anh đứa nào cũng là cánh tay đắc lực, làm chuyện gì cũng thành công. Nhưng mà anh ơi, anh có nghĩ là tụi nó sẽ gạt mình không? Không, anh đã cho đội đỏ đi dò xét rồi. Chắc chắn là có một kho hàng ở chỗ đó, một băng nhóm ở chỗ đó, đúng như địa điểm ở trong hình. Vậy là thằng Vĩnh, thằng Hào phải dẹp loạn xong mới vô chụp được mấy tấm hình này. Ừ. Anh, chừng nào anh mới đi xem hàng? Sáng sớm mai anh phải đi Tân đi xem xét. Xem ra bây giờ mấy băng nhóm nhỏ lẻ mọc ra như nấm. Khi mình gặp sự cố đóng cửa một ngày thì ở ngoài kia hai ba thằng tay mơ lại giác dao lao vào sống chết với ngành công nghiệp lắm tiền này. Ngành công nghiệp giết người qua là khỏi. Anh nói đúng. Và anh tự hào mình là ông vua tiên phong, có một công thức bí mật riêng của mình trong ngành này. Đó là điểm thuyết phục Trùm Long khi giao dịch với anh. Em nha, thật thông minh. Thông minh gì, người ngu nhất cũng nghĩ ra mà. Xem ra đã tới thời điểm mình phải bào chế ra một loại thuốc khác, một công thức mới, trước khi công thức cũ của anh bị rò rỉ ra thị trường. Vậy cũng tốt, bởi vì khi anh lao đầu vào nghiên cứu công thức mới thì em cảm thấy yên tâm hơn. Anh không nghĩ lung tung nữa. Nói thì nói vậy thôi, em cũng biết là lúc nào anh cũng nghĩ hai ba chuyện trong một lúc mà. Vậy thì bây giờ anh đang nghĩ chuyện gì? Anh nghĩ sáng mai phải cho đội đỏ theo để bảo vệ mình. Người thông minh đa mưu túc trí nhất chỉ có anh thôi. Kêu cái xe nó quay về đi. Alo, mày kêu những người không liên quan quay về đi. Tụi nó theo bảo vệ mà, sao không liên quan chứ? Cái gì? Anh nghĩ tụi nó có âm mưu gì không anh? Không biết, nhưng mà theo địa hình này, nếu như có mày thì có mấy ông đội đỏ cũng yên tâm. Dạ, em cũng nghĩ vậy.
Tránh ra con mày đi nhóc. Mày kia, biến mày. Anh, cái này là cái gì vậy? Mày nhìn thấy lạ lắm đúng không? Đây chính là thiết bị làm nhiễu sóng điện thoại trong phạm vi 3 km. Sẽ không gọi hay là nhận được bất cứ cuộc điện thoại nào cả. Hay vậy? Hiện đại quá ta. Tất nhiên. Ủa, xe đồ đỏ chạy lạc đâu mất tiêu rồi? Mẹ anh, sao mắc sống giờ này hả? Sao mắc sống rồi? Nguyện đi. Có chuyện gì vậy? À không, hình như tôi không thấy tụi đồ đỏ của ông đâu hết á. Ta không biết nữa. Điện thoại thì không có sóng. Vậy hả? Vậy đi theo tụi này chơi nha. Ngồi im. Tụi bay muốn gì? Cạo phản hả? Phản cái gì? Phản ai? Tôi chỉ muốn đưa ông đi xem cái kho hàng của bọn Cameroon thôi. Nè, cho mượn cái đó đi. Xuống xe. Thì ra tụi nó liên kết với nhau. Xuống xe nhanh lên. Lẹ đi. Đi. Nhanh lên. Nhanh lên đi. Tụi bay sẽ bị trả giá giảm mưu tạo phản hôm nay. Điểm đi. Tao bắn bể sọ mày bây giờ. Tụi bay chỉ giỏi nói thôi, chứ làm gì dám bắn ai. Dẹp mẹ xuống đi. Mày dám bắn không hào? Mà nói đúng. Từ hồi trước tới giờ tôi không bao giờ ăn hiếp phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đẹp như bà. Sợ lắm. Anh Tài, bình tĩnh anh Tài, em không sao đâu. Trinh Đà, em có sao? Em không sao đâu. Tại sao mày làm gì vậy? Tao thích làm. Còn bà không sao đúng không? Tại vì tôi chỉ bắn vô cái phần mềm thôi. Còn bây giờ tao thử cho nó lên não coi. Mày Miệng đi. Tụi mày muốn gì vợ chồng tao? Đơn giản thôi. Tao muốn thằng Hùng ra mặt. Ông tới đây để giết tụi bay hả? Không cần Hùng ra mặt đâu. Một lát nữa đội đỏ tới đây, tụi mày sẽ chết chắc. Đội đỏ đỏ tới kìa. Đâu? Đội đỏ đâu? Đó, ông chỉ đi đội đỏ đâu hả? Ông biết tại sao đội đỏ không có mặt ở đây không hả?
Thì ra mày đã cắt đuôi hả? Cũng là bà thông minh. Tôi đã đỏ có đám lâu la chăm sóc nó rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy anh Lĩnh? Này cái ma lũ. Quên rằng có vài thằng đàn em ruột thịt hay sao? Số còn lại không ruột thịt đó thì đã theo tao hết rồi. Bà hay quá. Bà nhìn đi, đàn em ơi, cũng chỉ là miếng mồi ngon từ đó thôi. Thôi cái ma lũ hả? Chốc cự không đợi bỏ chạy hết rồi kìa. Thôi được rồi, tụi bay muốn gì á thì phải thả anh Tài ra để anh đi gặp anh Hùng. Bà nói cái gì vậy? Tao đâu có ngu, mày gọi điện kêu nó tới đây. Không bao giờ, từ lần trước anh đã không xài điện thoại nữa rồi. Bà lại nói láo rồi. Tao nói thiệt, tụi bay không tin á thì tao bó tay. Bây giờ muốn gặp anh á chỉ gặp trực tiếp thôi. Được, mày dẫn tụi tao đi gặp trực tiếp thằng Hùng đi. Mày nghĩ anh sẽ chịu ra mặt sao? Với tình hình như thế này, Trương Hùng gặp mặt tụi bay, tụi bay còn mạng sao? Đại ca, cậu bạn tới. Cậu bạn tới. Cậu bạn tới rồi, đi. Vô, nhảy lên. Đi. Hào à, nó chảy nhiều máu quá. Vậy tính sao? Nè, để tao cổng ba đi cho. Không tới lượt mày lên tiếng. Đi. Ông Dịch, hay là để ba ở lại đây đi, cho thằng này đi báo ông Hùng. Gì vậy? Ông không thấy hả? Dắt một cô nàng bà theo, máu me như vậy, người ta chú ý thì sao? Phải đó, để anh Tài đi gặp anh Hùng đi. Không, anh không đi đâu hết. Nếu không quen, anh phải đi kêu anh Hùng tới đây cứu em. Ông Dịch, hay để bà ở đây đi. Được rồi, mày đi đi. Mày nói dạo này làm gì cũng mang tới đúng lúc như vậy. Trong phim thường thì xong chuyện nó mới tới mà. Chắc tại tụi bay á đang trong tầm ngắm công an. Mày im đi. Bà nói chuyện xui xẻo không à? Anh đi nhanh đi, còn chần chờ gì nữa, đi nhanh đi, đi đi. Nhưng mà nhưng cái gì nữa? Tao báo cho mày biết, cứ mỗi một giờ tao sẽ cho một viên đạn cắm vào bất cứ đâu đó trên người của con nhỏ này, giống như casino đó. Một giờ là một bộ phận bị cắt xuống. Nè, nó đang bị thương, mày tới càng trễ máu nó chảy càng nhiều, lúc đó nó chết, tao không chịu trách nhiệm nghe chưa? Nhưng tụi bay nhốt bả ở đâu? Gì đó? Mày đi báo cho thằng Hùng, máu lên. Bằng bộ vết thương trước đã. Nhiễm trùng bây giờ. Nhiễm trùng cái gì? Mày không đi nhanh là nó mau chết rồi đó. Được, tao sẽ cho tụi bay biết một điều quan trọng. Không, anh không được nói. Anh nói là em cắn lưỡi đó. Không, anh phải nói. Em không sao đâu, anh lo công việc của anh đi mà. Mày im đi. Em em có sao không? Anh làm khổ em nữa rồi. Bây giờ việc quan trọng nhất của anh là sự an nguy của em. Cái số em là như vậy đó, bị bắt rồi thả. Thả rồi bắt. Không sao đâu, em quen rồi. Em đừng nói vậy mà. Tụi mày thôi đi. Muốn đóng kịch hả? Hả? Tụi mày làm tao ối quá. Bây giờ mày có khai không? Mày nói ra tung tích thằng Hùng ở đâu, tao sẽ cho hai đứa bay về nhà tha hồn hát hồ quán cải lương. Hả? Anh không được nói. Không, anh phải nói. Anh nói, em cắn lưỡi bây giờ. Anh... Đừng đừng, anh không nói. Anh không nói. Con mẹ mày, tao hết kiên nhẫn rồi. Ông cầm coi. Mày sợ chứ gì? Mày sợ nó cắn lưỡi khi mày nói chứ gì? Nếu như mày không nói, tao sẽ cắt lưỡi nó liền đó. Mày tin không? Đừng đừng. Tao nói. Tao nói cho tụi bay biết. Sự thật là... Đừng. Sự thật là... Đừng mà. Đừng. Mày nói nhanh đi. Tao chính là Trương Hùng nè. Mày điên hả? Mày vừa nói cái gì hả? Mày vừa nói cái gì?
Mày tưởng là tao không dám cắt cổ nữa hả? Mày có thương tao hả? Mày có đi tao. Đừng. Sự thật tao là Trương Hùng mà. Mày giỡn mặt với tao? Mày còn dám giỡn mặt với tao hả? Đừng. Tao chính là Trương Hùng nha. Tao đừng gọi anh em cùng cha khác mẹ với tụi bay. Là một tên tội phạm bị cảnh sát truy nã, cho nên tao phải phẫu thuật chỉnh hình để thay đổi hình dạng trở thành một con người khác, một nhân thân khác, để tránh sự truy nã của cảnh sát các nước. Mày nói đi, có phải như vậy không? Có phải sự thật là như vậy không? Hả? Phải. Bởi vậy tao mới không cho anh Hùng nói ra. Anh Hùng, chuyện đã lộ ra, anh có lòng che giấu thân phận một lần nữa. Bị đi. Nhưng tao thật sự là Trương Hùng mà. Mày không thể nào là Trương Hùng được. Mày, mày dám giỡn mặt với anh em tụi tao hả? Mày tới số rồi. Anh Hùng. Bây giờ mày đã tin tao là Trương Hùng chưa hả thằng chó? Nó nói câu này nghe quen quá. Mày nói đi, mày là thằng nào? Hả? Mày là thằng nào? Muốn tao lột quần mày ra để coi vết tẹo cha đánh mày lúc 8 tuổi bằng đôi cái đuối hay không? Hả? Mày nghĩ tao tính mày là Trương Hùng sao? Tao bắn nó bây giờ đó. Mày có nhớ ngày xưa mày hay đánh tao bằng những thế võ này không? Hả? Tại sao? Tại sao mày biết những chuyện đó? Vì tao là Trương Hùng. Tao là Trương Hùng nè mấy thằng ngu. Tại vì tao giải phẫu chỉnh hình, cho nên tao mới mang hình hài của trí tại như vậy nè. Vậy tao thấy mày già hơn Trương Hùng nhiều lắm. Không già hơn làm sao qua mắt được tụi Intepo. Mày tưởng là tao sung sướng lắm khi mỗi ngày phải chích một lượng hốc môn trong người hả? Mày tưởng tao thích thú khi phải mang bộ mặt già nua xấu xí như trí tại này hả? Tao biết, tao nói chuyện này ra tụi bay rất sốc. Thật ra tao muốn nói cho tụi bay biết, từ chuyến đi lại ở miền Bắc lúc trước, tao cũng nói cho thằng Lâm biết rồi. Nhưng sau đó xảy ra quá nhiều chuyện, cho nên tao không kịp nói cho tụi bay biết. Ông Lâm. Mày nói đi, lời nói của nó có phải là sự thật không? Hả? Phải. Sự thật 100%. Tin hay không là tùy tụi bay. Không. Ông có nhớ không? Ông Trương Lâm nói với bà vợ đó. Cái gì? Cẩn thận trái tì. Trái tì? Trái tì hả? Là trí tài. Mẹ, vậy mà tôi nghĩ không ra chứ. Bây giờ mình phải làm sao hả anh? Tùy phản ứng của tụi nó như thế nào đi. Nhưng tao vẫn không hiểu tại sao từ Trương Hùng có thể biến thành trí tài một cách hoàn hảo như vậy. Tất cả là nhờ vào tài trí của người bạn tri kỷ này. Mẹ tụi bay, tụi bay vòng vo quá. Mày tưởng tao tin mày là thằng Hùng qua những lời nói suông của mày hả? Hả? Vậy tụi bay có thắc mắc là kể từ khi tụi tao xuất hiện, ông Hùng luôn luôn lúc nào cũng nghe lời của tụi tao. Trước giờ thằng Hùng nó liên lạc với tụi này qua điện thoại, giọng của nó cũng giống mày thiệt, nhưng bên ngoài thì khác lắm. Sao hai người không gọi điện cho anh Hùng để kiểm tra xem? Không cần. Cái tao cần chính là làm sao thằng Hùng lấy được thân phận của thằng Tài kia. Hả? Anh kể đi. Chết, công an tới, giọt mau. Cái gì hả? Công an hả? Chết mẹ, bà vợ. Trước đi, báo với thằng Hùng là ở đây bị lộ rồi. Nhớ bảo vệ nó, an toàn cho nó là trên hết. Đi đi, ở đây để tôi lo cho. Gom hàng lại lên. Đừng nói với tôi là chị đổi ý nha. Chắc vậy quá à. Tôi không thể để anh Hùng ở lại một mình được. Chị sao vậy? Phải biết lấy ngắn nuôi dài chứ. Chị cứ đi qua bệnh trước đi, rồi tìm cách đưa ông qua sao? Không được đâu. Nếu như trong thời gian này anh Hùng xảy ra chuyện gì, tôi sống không nổi đâu. Chị thiệt là đàn bà quá. Tôi vốn dĩ là đàn bà mà. Bây giờ có đi hay không? Những sơ rớ công an bắt hết bây giờ đó. Đi, đi với tôi nha. Đi. Đi.
anh đi thường lộ bình an. Chị đừng làm vậy mà. Anh cứ cầm đi. Coi như là tôi cảm ơn anh trong thời gian qua đã giúp đỡ chúng tôi. Nếu không có anh, chúng tôi sẽ khốn khổ hơn như vậy nữa. Thật sự là tôi không muốn lấy số vàng này đâu. Nhưng đường xa trắc trở, tôi giữ để phòng thân nghe. Anh đi đi. Đi nhanh đi anh. Chị bảo trọng nghe. Ừ. Chị là thằng tài quá bệnh. Bảo lãnh cũng không quá à. Chị là hai người qua tới nơi rồi giết người ta, lấy thân phận của nó hả? Tụi bay cũng khốn nạn thiệt. Đầu óc của tụi bay chỉ biết nghĩ xấu về người khác là giỏi. Hai người hiểu lầm rồi. Em không cần giải thích. Em phải giải thích. Nếu không á, tụi nó cứ nghĩ xấu về anh hoài. Bây giờ cho dù em có nói, chưa chắc tụi nó đã tin. Tin hay không tin sao đi. Kể tiếp đi. Tao thấy không cần nói. Mày im miệng. Súng trong tay tao, mày được quyền lên tiếng hả? Bà nói đi. Vài năm sau đó, Trí Tài qua Singapore gặp vợ chồng tôi bên đó. Lúc đó anh Hùng đây có chút số má, cho nên Trí Tài mới kết thân, hợp tác làm ăn, chỉ vẽ rửa tiền bẩn thành tiền sạch. Có một lần nó đi châu Phi, bị sốt rét rừng rồi chết liền vài ngày sau đó. Đúng là ông trời ưu ái cho tụi bay thiệt. Cái đó không phải là ưu ái, mà phải gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên thời địa lợi nhân hòa hả? Nếu như vậy thì mày chỉ có thể giả dạng nó thôi. Làm sao mày có thể lấy được nhân dạng của nó và sống trong cuộc đời của nó được hả? Tao thấy từ ngày thằng Lâm bị bắt, mày thông suốt ra, biết tính toán, biết suy nghĩ. Mày nói cái gì? Mày lập luận giỏi lắm. Thật ra lúc đó anh Hùng có vài bản án ở nước ngoài, cho nên phải lẩn trốn hoài. Tiếp đi, đang hấp dẫn mà. Có một lần Diệu Hồng đi thẩm mỹ viện về, có nói với tao là bô tóc có thể che giấu chân chim. Rồi cô ấy nghĩ ra một cách là bắt tao phải thay hình đổi dạng, thay thế nhân thân, trở thành Trí Tài như bây giờ. Nói vậy là làm được liền sao? Không phải, thật ra là phải qua Thái Lan mới hoàn thiện được. Lúc đó anh Tài đau đớn khôn tả. Cũng may là hình dáng hai người giống nhau, cho nên chúng tôi mới dễ dàng thay đổi nhân dạng. Rồi cũng đâu có thành công liền đâu, cũng phải mất hết cả năm trời mới thay thế được tất cả giấy tờ liên quan tới Trí Tài. Tụi bay hay lắm. Bây giờ dù cho mày có là thằng Hùng hay là thằng Tài, thì cái này mày trả lời với tao sao hả? Mày nói với tao như thế nào đi hả? Chuyện này thật sự là do một lúc nóng nảy, tao không thể kiềm chế được. Nóng nảy con mẹ mày. Chỉ vì nóng nảy thôi hả? Hả? Vì nóng nảy mà mày lấy đi ngón tay của đem mày. Nếu như mày nóng nảy hơn nữa, mày chặt mẹ cái đầu của tao quá. Ý cậu muốn đòi món nợ anh Hùng chặt ngón tay cậu hả? Phải. Ừ. Chuyện đó tính sao đi. Tính sao cái gì? Đúng rồi, chuyện đó tính sao đi. Bây giờ chuyện quan trọng trước mắt là lo đối phó với thằng Cường Sói kìa. Bên phía Trùm Long đã có ý muốn lấy hàng của người có thực lực hơn bọn Cường Sói. Đúng vậy, dù sao cũng là anh em trong nhà, mọi chuyện có thể hóa giải được. Quan trọng là đối phó với kẻ địch trước mắt kia. Quan trọng là phải biết phân biệt đâu là kẻ địch, đâu là người nhà. Người nhà hả? Mày mà người nhà hả? Không chừng tụi bay chỉ nói suông, nói cho đã miệng tụi bay thôi. Xong rồi tụi bay ra ngoài, tụi bay trở mặt thì sao hả? Mày nói cũng phải. Được, mày đưa tay con dao đây. Đưa con dao cho mày làm cái gì hả? Tao sẽ cắt đứt một ngón tay. À, anh Hùng. Để xóa bỏ tất cả mọi hiềm khích trong gia đình. À, anh Hùng, đừng làm vậy mà. Em im đi.
Anh Hùng, đừng mà anh Hùng, đừng mà, đừng. À! Anh Hùng, không ngờ thằng Hùng mới dám làm như vậy. Còn tôi đang nghĩ, không biết nó đang dùng khổ nhục kế để cho tôi mềm lòng, hay là nó chân thật nhận tội để cho tụi mình bỏ qua. Thì bây giờ nó cũng cục ngón tay giống như mày rồi còn gì nữa. Thôi chết, nếu như nó là thằng Hùng, là cái thằng chuyên để bụng thù giặc, chắc là tôi chết chắc quá. Giờ tính sao bây giờ? Hay là tôi dù tôi bắn bỏ mẹ nó cho rồi, để trừ hậu quả. Khoan đã, ông tính sao? Tao chưa biết tính sao, nhưng mày cứ lo nho vậy thì tính được cái gì? Sao đây? Hay là giao mẹ nó cho thằng Cường cho rồi, nó nói chính là thằng Hùng đi. Thằng Cường chịu tin nó là thằng Hùng sao? Sao lại không tin? Tao vẫn không tin nó là thằng Hùng nếu như nó không nói ra những kỷ niệm ngày xưa của anh em tụi mình. Ông nói cũng phải. Bây giờ tính sao? Tạm thời bây giờ giam tụi nó đó đi. Sáng mai mình đi gặp thằng Cường rồi từ từ tính tiếp. Vậy ý của ông là mình cứ cân nhắc thiệt hại của hai bên trước đã. Bây giờ tao với mày chưa đủ tiềm lực để điều hành đường dây, đặc biệt với những mối làm ăn ở nước ngoài. Ý của ông muốn nói là khi nào thằng Cường sói xóa ngôi thằng Hùng thì lúc đó giết hai vợ chồng nó cũng chưa muộn, đúng không? Ông giải mã cái bản danh sách đó chưa? Từ từ mày, tao đang kiếm mấy thằng công nghệ cao về đây. Chuyện này quan trọng lắm, đích thân tao làm thì mày đừng có lo. Không phải là tôi lo, nhưng mà vấn đề là thời gian, chuyện cấp bách lắm rồi. Mã quá thì dễ, mà giải mã thì có. Ít nhất thì tụi mày phải cho tao một tuần chứ. Ông nói cái gì? Làm gì có một tuần mà cho? Sao lại không? Vấn đề là thằng Hùng, nếu như nó không tìm ra được thằng Trí Tài và bà Hồng, chắc chắn nó sẽ mình động, đổ ra chuyện lớn đó. Mày nói phải, nhưng mà hiện giờ tao đang căng lắm, chuyện này không thể làm ẩu được đâu. Thôi được, ông cứ làm đi, nhưng mà không còn được rút lui đâu. Mày cứ yên tâm, giao cho tao làm nha. Mày có tin tức gì thằng Trương Hùng không? Chưa, nó chưa có ra điều kiện gì hết. Sao lạ vậy? Thông thường là nó cho người thanh trừng mày liền. Bởi vậy mới nói. Chắc có lẽ là nó lo cho con mụ Diệu Hồng. Không ngờ thằng Trương Hùng thủ đoạn độc ác như vậy, mà lại cũng có điểm yếu. Anh Hùng thì không qua được ải mỹ nhân mà.
Mày nói quá rồi. Mày phải nói như vậy nè. Con quỷ nào cũng có điểm yếu, nhưng mà tao không ngờ là điểm yếu của nó lại là đàn bà. Nhưng đàn bà như con mụ Diệu Hồng thì dễ có mấy ai. Đúng, mày nói đúng. Con mụ này thâm độc lắm, khó có ai bị. Thôi, vô uống với tao vài ly rồi chơi với đám đàn em của tao vài ván. Không sao vậy, giờ này còn tâm trí đâu mà cờ với bạc nữa. Ồ, chuyện gì thì cũng phải giữ dũng khí của nhà họ Trương chứ. Lấy khó khăn làm động lực, đánh bài ha. Tao có làm gì đâu mà tụi bay làm dữ vậy? Anh, thôi anh ngồi nghỉ đi anh. Anh đau lắm không anh? Không ngờ cảm giác mất một ngón tay nó khó chịu tới như vậy. Cũng may là anh không chặt cả bàn tay đó. Điên sao? Khi ra lệnh chặt tay của người khác dễ dàng quá phải không anh? Em trách anh sao? Em đâu dám. Nếu không có cái ngón tay này mất đi thì vợ chồng mình đâu còn mạng ngồi đây đâu. Thằng Hào nó thù dai lắm, quỷ quyệt lắm. Không biết bây giờ nó đang âm mưu chuyện gì đây. Em nghĩ là tụi nó đủ khôn để biết rằng không có khả năng điều hành tổ chức đâu. Anh cũng hy vọng vậy. Em có biết hiện giờ anh lo nhất là chuyện gì không? Thu gom lại tiền bạc, cơ cấu lại tổ chức. Không, anh đang lo về mặt nhân sự hơn. Anh lo thằng Hào với thằng Vĩnh phản mình hả? Không, hai thằng đó anh có thể thương lượng được. Anh đang sợ thằng A Hải. Chết, nếu thằng Hải phản mình thì mình chỉ có con đường chết thôi. Chết chắc. Chào đại ca. Còn nóng nè, hai người ăn đi. Cảm ơn. Hồi sáng giờ tụi nhỏ nó có phục vụ nước nôi đầy đủ không? Có, dịch vụ tốt lắm. Sao rồi, mày có suy nghĩ gì về đề nghị của tao chưa? Nếu như tụi mình hợp tác lại như xưa, tao sẽ trực tiếp gặp Trùm Long. Tao hứa là tao sẽ phát triển sự nghiệp, phát triển băng đảng của mình vững mạnh, không phạm sai lầm nữa. Tao bảo đảm với mày, từ nay không có một ai dám đụng vào đất của anh em họ Trương mình. Anh à, anh phải nói rõ cho nó biết quyền lợi của nó được nhiều hơn ngày xưa. Đúng rồi, quyền lợi sẽ được chia chắc lại, không còn 7-3 như ngày xưa mà là 6-4. Mấy ông nhận 4, chúng tôi nhận 6. Thực ra trong 6 phần của chúng tôi phải chia ra một số tiền rất lớn để làm sạch nguồn tiền, để chúng ta có thể tự do tiêu xài mà không bị bất cứ một thế lực nào dòm ngó. Vậy hai người khỏe quá, còn lo gì nữa? Phải khỏe chứ em, phải khỏe thì mới toàn tâm toàn ý làm được việc, đúng không? Chờ thằng Hào về rồi bàn bạc luôn. Tao muốn ba mặt một lời. Cũng được. Chừng nào thì thằng Hào về? Nó đi từ sáng tới giờ chưa nghe tin tức gì hết. Chắc lại lang thang vô sòng nào nữa rồi. Anh à, anh nghĩ khi nào tụi nó thả mình ra đây?
Nó sẽ thả mình ra sớm thôi. Anh nghĩ giờ này tụi nó đang lo giải mã cái bản danh sách khách hàng. Tình hình bây giờ coi như giải lao giữa hai hiệp, trong khi chờ bắt thêm con mồi khác. Sự yên tĩnh giữa hai hiệp bây giờ mới thiệt là đáng sợ ha. Mấy anh vẫn theo dõi tình hình của hai bên kia chứ? Tên trùm này quả thật là cao tay. Bao nhiêu kế sách của bọn giang hồ mình đã dự đoán và áp dụng hết rồi, nhưng tới bây giờ vẫn chưa tìm được hắn. Điểm yếu duy nhất của hắn là bà Hồng. Kỳ này có vẻ như là Vĩnh và Hào sẽ đạt được mục đích. Ừ, cũng may là anh Kiệt lúc nào cũng theo dõi bọn chúng. Chỉ cần lần này Trương Hùng xuất hiện giải cứu bà Hồng thì chúng ta sẽ ra tay bắt hắn ngay, không đợi tới lượt anh em của bọn chúng tàn sát lẫn nhau đâu. Tôi thấy hình như là công việc của anh Kiệt gian nan hơn trước kia nhiều. Có vẻ như Lâm luôn nhớ tới anh Kiệt ha. Đâu có đâu. Còn không nữa chứ. Mà nói cho nghe nè, nghe đâu anh Kiệt cũng hay hỏi thăm về Lâm lắm đó. Nào là không biết là Lâm đã nguôi ngoai về cái chết của anh Minh hay chưa, rồi tình hình sức khỏe của Lâm bây giờ như thế nào, đợt công tác vừa rồi Lâm có bị thương hay không, rồi đợt truy quét tới Lâm có tham gia hay không. Nói chung là lạp lạp lạp. Phương á, lúc nào cũng trọng ta không à. Phương nói thiệt đó. Rõ ràng là tình cảm của anh Kiệt dành cho Lâm nó không giống với tình cảm của cái cô Kiều gì mà lần trước theo ảnh á. Thôi mình đừng nói tới chuyện này nữa. Chuyện tình cảm phức tạp lắm. Với lại Lâm cũng không muốn tranh giành với người đã khuất. Cái gì mà tranh giành với người đã khuất chứ? Ai nói là Lâm tranh giành? Cái này á là dựa vào tình cảm của ảnh, dựa vào trái tim của anh Kiệt thôi mà. Lâm thấy là bây giờ tốt nhất là mình nên chú tâm câu cá đi. Nhất định là không để cho bọn tội phạm lọt lưới. Cô á, được cái giỏi đánh trống lảng thôi à. Nhìn gì? Ê, đứng lại. Lâm. Ngủ xong chưa? Bây giờ tới tụi tao. Bỏ vũ khí xuống. Đứng lại, đứng lại. Anh. Ủa? Anh. Ba người đã làm quen với nhau rồi kìa. Đây là... À, đây là thằng Tèo, một giang hồ mới hoàn lương. Đàn em của nó đang theo dõi ông Vĩnh, ông Hào trong vụ bắt cóc vợ chồng Tài Hồng cho bên mình đó. Ồ, vậy còn có đây là... Còn đây là... chị Hải Phương với chị Lâm. Anh đang tính nhờ em giới thiệu việc làm mới cho nó đây. Đồng nghiệp của anh đó. Đồng nghiệp gì? Hay là mời đi vô uống ly trà đi, rồi mình nói chuyện sau. Từ trước tới giờ chỉ có công an mới mời tôi uống nước trà thôi. Thôi được rồi, bây giờ cứ vào trong kia uống trà đi, xem trà này có khác trà công an mời hay không ha. Đi. Hồi nãy anh thấy mày múa côn đẹp mà bây giờ đâu rồi? Quăng rồi. Ủa, nhanh lên. Gì vậy? Tụi mày làm gì? Đừng mắc uống vô. Ủa, tụi mày làm đó. Gì? Trời ơi, tụi bay được ưu tiên lắm á, được thử á. Không phải ai muốn thử là thử đâu. À, thằng này là tao biểu. Thôi. Ê, chạy đâu vậy? Tụi bay làm cái gì vậy? Đâu ơi, giật mặt của hồn quét đẳng vậy mà nhót dữ à. Sợ mấy thằng quỷ này thiệt á. Nhót cái gì đâu á, không phải ai muốn thử là thử đâu. Ê, thằng này lại đây biểu mày. Thôi, không dám đâu. Mày thử cái gì vậy? Thử coi, chạy đâu vậy? Ui, thằng này, mày đứng lại ơi. Làm gì mà mày dí tụi nó chạy vòng vòng vậy? Anh mới tới hả? Em mới chế. Em mới chế là thuốc này dữ lắm. Ôi thử 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 anh. Ừ. Đã. Anh tìm gì vậy anh Kiệt? Anh tìm gì vậy? Thử cái này đi rồi tìm. Anh nè.
Anh, tao nghe nói mày được tặng 20 con khỉ để làm thí nghiệm kia mà. Tới 5 con nữa. Nhưng mà công nhận á, cái cú này ông Hùng hay thiệt á. Ông chế ra loại thuốc gì mà mấy con khỉ uống vô, trời ơi nó phê. Mà nó không chết. Em bào chế ra cái loại thuốc gì mà mấy con khỉ uống vô, trời ơi nó phê dữ dằn luôn, dữ dội luôn. Mẫu vô chết hết à. Anh, thử cái này đi. Phê. Anh yên tâm, không thất bại đâu. Thử đi. Ủa, loại mới của mày đó hả? Anh, chỉ có anh, bản lĩnh như anh mới dám thử. Mấy này, mày biết đi. Ôi, chết nhát à. Dễ lắm anh, em chỉ cho. Bây giờ vậy nè, anh thả lỏng người ra. Cầm viên thuốc nè. Nhắm mắt lại. Bỏ thuốc vô miệng, nhai, nhai, nhai. Phê lắm phải không? Ừ. Giờ thử nè, dễ lắm nè. Thả lỏng người ra trước. Rồi nè. Bây giờ nhắm làm mắt sao? Lại. Nhắm mắt lại, thả lỏng người ra, rồi. Thả miệng ra. À, đó, dài nè, dài. Cái gì? Tổng chế ác ông, ông bỏ vô miệng tôi nhai chết sao? Thế làm sao được, thì cùng lắm mày làm con khỉ thứ 26 thôi. Thôi đừng giận vậy chứ. Mấy đứa con nhỉ? Khỉ, con khỉ cầm súng lại đây. Thôi đi. Mày thử nghiệm làm gì cho mất công mất thời gian. Lấy luôn công thức của ông Hùng xài đi. Ơi bậy rồi. Cái gì ăn ăn, cái gì cúng gì cúng. Đâu có bậy bạ được anh. Cũng biết luật giang hồ dữ quá ha. Trời sao không biết. Bởi vậy mới sống dai tới giờ chứ cha. Ê, kiếm tôi có vụ gì nữa. Tao nghe nói Cường Sói có danh sách giao hàng của ông Hùng rồi hả? Tôi biết ngay mà, thế nào mà không vậy. Biết gì mày? Trời ơi, thế nào cũng qua đây ông hỏi tôi có chuyện gì đó hà. Mấy hôm rày anh qua á, là ông Cường để ý, là ông biết hết á. Mà bữa hổm á, ông qua đây á, ông hỏi tôi á, về anh á. Ông hỏi cái gì? Thì ông hỏi du dơ, hỏi bậy bạ. Nhưng mà ý của ông Cường á, ông không thích. Tại vì tôi với ông ở chung phe. Tao biết, nhưng mà... Thì em biết, em với anh cũng thân thiết với nhau. Nhưng mà... Thôi được rồi. Coi như hôm nay tao qua thăm mày là lần cuối ha. Ê, gì vậy? Sao anh không chịu về đây làm chung với Cường Sói luôn đi? Về đây á, ông hại ông tiến cử anh. Về đây còn có đất dụng võ anh hơn đó. Tao muốn trả thù vợ chồng Tài Hồng. Thì giờ về phe Cường Sói cũng làm điều đó được vậy. Ông Lâm đưa tao về. Ông ấy có ơn với tao, kể cả A Lý nữa. Nhắc tới A Lý thấy tội nghiệp ổng ha. Trời ơi, chết xong rồi cái xác không toàn thây, bị moi ra, móc vô để điều tra. Còn bây giờ không có người nhà, không có vợ con gì hết, không có ai đem xác ông về hỏa táng. Mày đang lo hậu nhận của mày y chang như vậy à? Cái gì vậy cha, nó bậy bạ của mày. Thôi mày làm việc đi, tao đi về đây. Nếu như mày cần gì thì cứ nói với tao, tao sẽ giúp mày hết sức ha. Anh giúp hết sức hả? Phải. Nè, thuốc em mới bào chế, không phải muốn thử là được đâu. Thử đi. Thiệt. Ê, chứ quan đừng có thử nhiều quá. Xong rồi. Cảm giác sao? Bình thường, cảm giác là muốn đi về, vậy thôi. Gì kỳ vậy ta? Trời ơi, mấy cái thuốc mà tôi bào chế á. Trời, mấy con khỉ uống vô á, con mắt nó trận trắng vậy nè, nhảy đà 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 đà. Mà ông uống vô tính queo đi trời. Công thức mày hay quá mà, nè. Ý. Ừ, làm hết hồn à. Ê. Mà tôi cũng biết á, là cái danh sách mà của ông Cường á, cái gì á, là ông bó tay rồi đó. Là sao? Là vậy chứ sao? Rồi, cảm ơn. Mấy đứa. Thiệt. Anh nói anh thương lắm mà mới được cho thử đó. Thôi thôi. Mày đi đâu vậy? Tao chưa nói hết. Mày đâu đây? Thôi mà. Phải anh. Tiếc là nó không chịu làm cho bằng mình.
Đó. Vậy sao mày không đóng cổng nhốt nó ra ngoài, để nó chạy tung ta tung tăng trong nhà của tao như đi chợ Tết vậy? Em đâu có biết nó là bạn của thằng Nhí. Bạn cái con khỉ. Có khi nào mày nghe nói tao là bạn của anh em nhà họ Trương bao giờ chưa? Em xin lỗi đại ca. À, đại ca nhắc khỉ em mới nhớ. Chuyện gì? Ngày mai đại ca mua thêm bầy khỉ cho thằng Nhí làm thí nghiệm nha. Cái gì? Nó chưa tìm ra công thức mới sao? Nó tìm ra rồi, nhưng mà mỗi lần cho con khỉ hít vô là con khỉ nhảy đành đạch chết luôn. Vậy sao không đưa cho tụi nghiện nó thử trước? Mày đặt mua khỉ làm chi cho tốn tiền? Phải thử cho con vật chứ, lỡ chết người sao? Chết kịp đó. Cứ đưa cho tụi nó hít, hàng miễn phí mà. Tao thấy đưa con khỉ nào nó hít, nó lân lân rồi một lát sau nó mới chết. Nghe nói phê lắm anh ơi. Thằng Dĩ nó nói nếu đợt hàng này thành công sẽ tiết kiệm được nhiều nguyên liệu. Nó dùng nhiều tạp chất bậy bạ nhưng vẫn đảm bảo được hương vị nồng nàn của thuốc lắc nguyên chất. Nói thì giỏi lắm, có ngon thì làm nhanh lên, tao đem qua cam. Ông Long sắp về rồi đó. Nhưng mà em thấy á, đại ca có mới danh sách khách hàng của ông Hùng rồi, thì cần gì chơi với ông Long mua bán nhỏ lẻ chi vậy? Nhưng mình cũng phải cần ông vận chuyển chứ. Mày muốn ôm trọn gói rồi bị mắc nghẹn như là thằng Trương ngôn chuyến vừa rồi sao? Đại ca nói đúng, em cũng không muốn giống như ông Lâm xấu số. Nè, mà tao có gọi được thằng khách hàng nào trong danh sách này đâu. Số điện thoại ở nước ngoài, còn cái tên này giống biệt danh quá. Mày giỏi lắm, đứa nhỏ học lớp 1 cũng biết chuyện này. Nhưng mà sao đại ca gọi không được? Chắc có lẽ là nó hẹn giờ giấc như thế nào đó, tao nghe toàn là ỏi e không à. Vậy giờ đại ca tính sao? Thì tao có thuê một đám con nít, cứ nửa tiếng bấm gọi một lần, coi số máy nào mở vào giờ nào, rồi ghi rõ lại cho tao. Wow, cái chuyện gì đại ca cũng nghĩ ra nữa hả? Em phục đại ca quá. Đại ca hay thiệt đó đại ca. Chứ sao, như vậy tao mới là đại ca của mày chứ. Dạ. Có chuyện gì vậy? Anh hên quá, anh tới kịp lúc. Tụi nó chém nó y đụng với trống kìa anh ơi. Thằng nào cầm đầu làm chuyện này? Thằng Hoàng với thằng Mẫn, nó cầm đầu phe nói loạn. Còn A Lũ thì cầm đầu phe dẹp loạn. Tại sao nó làm vậy? Thằng Hoàng với thằng Mẫn nói nó cầm đầu phe bạo loạn vì hai tháng nay không được trả lương. Bây giờ tụi nó muốn lấy hàng để trừ nợ đó anh. Mẹ tụi này quá đáng thiệt mà. Đến cái mẹ đó. Lại Lại Đừng bây giờ lại. Thằng nào cầm đầu ra nói chuyện với tao. Thằng bên con kia là thằng nào vậy? Đó là thằng A Lũ, người của Hải phái qua đó anh. Mày muốn tạo phản hả? Mày là A Lũ à? Tao là A Lũ. Giờ sao? Tụi bay nói trước đi. Nói gì bây giờ anh? Tại sao tụi bay tạo phản? Tụi tôi không có tạo phản. Chẳng qua tụi tôi muốn đòi quyền lợi chính đáng cho anh em thôi. Mày cướp hàng của chủ mà nói là quyền lợi chính đáng hả? Chuyện đó chẳng qua bất đắc dĩ. Gần 2 tháng nay anh em tụi tôi sống vật vờ như thay ma, hoang mang tột độ. Xin nghỉ việc thì không cho, lương bổng thì không thấy một cắt. Chỗ làm ăn ngày một thì thu hẹp, ông Lâm thì bị bắt. Anh em tụi tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Bây giờ tụi bay làm cho bà Hồng rồi, liên quan gì tới thằng Lâm mà lôi vô đây? Tụi tôi như rắn không đầu vậy. Bà Hồng giao việc thì làm thôi, lúc đó có liên lạc được với ông Lâm đâu. Anh em tụi tôi thấy ai cũng sợ bà Hồng hết, kể cả ông nữa. Vậy tụi bay tính sao? Bây giờ tụi tôi cũng không biết tính sao nữa. Tiền lương của tụi bay tao sẽ chuyển trong 3 ngày nữa, cứ dùng tài khoản nhân viên công ty thằng Lâm. Vậy còn công chuyện làm ăn ở đây thì sao? Cái này để tôi tính lại. Đang có biến trong thời gian này, có gì tao sẽ thông báo sau.
Còn gì nữa không? Ok anh. Tụi mày ra ngoài thông báo với tụi nó về chuyện lương bổng đi. Cứ ăn chơi thoải mái một thời gian. Có gì, tao sẽ thông báo sau. Ok anh. Chào mày, tao là Vĩnh. Chưa có cơ hội làm quen với mày. Tôi là Lũ. Tôi nghe người ta nói nhiều về anh đó. Ở đây nói chuyện không tiện. Có rảnh, đi với tao một vòng đi. Ok. Đúng là xe xịn. Mày nói tiếng Việt cũng rành quá ha. Má tôi người Việt mà, cho nên là Hải mới điều tôi về đây. Tình hình ở đây rõ ràng thế nào á, chắc mày cũng biết phải không? Không ai biết rõ tình hình bằng đám đàn em của ông đâu. Mày biết được những gì rồi? Tụi ông không hợp với vợ chồng ông Tài hả? Hay lắm. Mày mới qua có mấy ngày, nắm bắt cũng tốt quá ha. Nếu không bị hải quan ngay cửa khẩu làm khó thì chắc có lẽ là tôi qua sớm hơn rồi, là tôi biết nhiều điều hay hơn nữa. Bây giờ mày tính sao? Có định qua đây làm việc cho ai chưa? Ông Hải kêu tôi qua đây quản lý vũ trường và đám đàn em, trừ khử những kẻ nổi loạn. Đó là hợp đồng bằng miệng thôi. Còn chuyện vũ trường á, nó có đội chủ, hai đám đàn em đổi việc thì nó không liên quan tới tôi. Mày nói vậy nghĩa là sao? Ai làm chủ thì tôi làm cho người đó vậy thôi. Còn A Hải, hắn vừa mới báo với tôi phải tự thân vận động. Người trả tiền cho tôi là bà Hồng. Bây giờ tôi tìm cách liên lạc với bà hoài mà không được. Nếu có người trả tiền cao hơn bà Hồng, mày có làm gì cho người đó không? Không. Tôi đã giao kèo với ai và thời hạn như thế nào thì tôi nhất định không lật kèo. Cho dù người đó có trả tiền cao hơn thì tôi cũng không làm. Mày thỏa thuận với bà làm bao lâu vậy? Tôi thỏa thuận với A Hải là 2 năm. Có nghĩa là mày làm cho bà Hồng 2 năm à? Không, A Hải chỉ kêu tôi qua đây thôi. Bây giờ tôi không biết làm cho ai nữa, mà lại kêu tôi đi thỏa thuận với bà Hồng. Tức là bây giờ mày chưa thỏa thuận làm việc cho ai? Phải. Tốt lắm. Nếu vậy A Hải trả tiền mày bao nhiêu, tao trả gấp đôi. Ok không? Tại sao mày lại mướn tao? Vì tao thích câu nói của mày. Nếu đã thỏa thuận với ai sẽ không bao giờ lật kèo. Ok, bây giờ tôi làm cho ông 6 tháng. Nếu hợp thì anh em tính tiếp. Tao chỉ cần có vậy, tao chắc chắn sau thời gian này mọi chuyện sẽ ổn. Lúc đó nếu mày thích thì cứ ở lại cùng anh em tao thăng tiến. Ok, cảm ơn ông. Được, giờ kiếm vàng đi, bụng tao đói quá. Ok. Tao quên hỏi mày, tại sao thằng A Hải nó bỏ mày giống như đem con bỏ chợ vậy? Không biết, chắc có lẽ là trục trặc gì đó. Mai mốt thằng Cường Sói thế nào cũng lấy hết khách hàng của thằng Hùng, bởi vì nó đã giải mã được danh sách khách hàng đó rồi. Ý mày là sao? Tôi sẽ giết vợ chồng thằng Hùng, kể cả thằng con của nó nữa, để đề phòng mai mốt có thằng khác tôn nó lên làm vua chống lại tôi. Mày tự tin thấy quá đó. Ông không thấy là mọi chuyện tiến triển tốt đẹp sao? Tốt đẹp cái con khỉ. Cho tới bây giờ thằng Cường Sói chưa liên lạc làm ăn được với thằng nào ở trong cái bản danh sách đó. Chưa tới lúc thôi. Nếu như bây giờ có người liên lạc làm ăn, thằng nào lại không muốn làm? Nhất là bây giờ tôi nó biết thằng Hùng bị hạ bệ nữa. Thôi đi, đừng có mộng mơ nữa. Nếu như mà dễ sơ như vậy, thằng Hùng đâu có dạy gì mà bỏ bản danh sách đó ra. Nhưng mà rõ ràng là vợ chồng nó đang đụng đỉnh ở ngoài kia, mang tính chuyện làm ăn khác. Nó không quan tâm tới bản danh sách. Tụi nó tin mình sẽ quay về hợp tác với nó. Tại sao nó tin như vậy? Mày không tin, đi hỏi nó đi thì biết. Chẳng lẽ là... Nè, bản danh sách đó là giả hả? Không hẳn là vậy.
nhưng tới bây giờ chưa liên lạc được với ai trong bản danh sách đó, thì chứng tỏ bản danh sách đó là vô dụng. Không nói đúng. Sao rồi? Không. Mày sao rồi? Còn mày có gọi được hay không? Dạ không. Mày ra đây. Mày vô dặn tụi nó kiên nhẫn, 30 phút cứ gọi một lần cho tao. Gọi khi nào hết bản danh sách thì thôi. Dạ. Tụi bay cứ tiếp tục gọi đi. Mẹ nó, không lẽ Tầng Hùng nó dám đem cái tính mạng người tri kỷ của nó ra để nó giỡn với bản danh sách số ma này sao? Có người bắt máy nè anh. Ờ, đưa đây. Alo. Quẩy. À, ông có phải là người qua không? Quẩy quẩy. Ai vậy? À, ông là Hổ Ca hả? À, ai vậy? À, tôi là gọi từ chỗ ông Hùng đó. Trương Hùng hả? Phải. À, tôi muốn giao dịch với ông. Kêu thằng Hùng nói chuyện với tao. À, ông đã giao hết tất cả khách hàng cho tôi rồi. Mày là ai? À, tôi là Cường Sói. Bây giờ Sói làm việc với Hổ nha. Xây lan gì kể mày. Lấy thằng Hùng muốn gì gọi lại cho tao. Alo. Alo. Nếu tôi muốn trực tiếp giao dịch với ông không thông qua thằng Hùng thì sao? Dịch mẹ mày đi. Alo. Alo. À. Tình hình sao rồi đại ca? Mày trực tiếp đứng đây chỉ đạo tụi nó. Nếu nó gọi được bất cứ ai thì mày chủ động cầm máy, bàn thắng chuyện làm ăn cho tao. Nhưng mà nếu nó không chịu hợp tác thì sao? Cứ gọi tiếp tục, gọi cho đến khi nào hết bản danh sách thì thôi. Đứa nào không hợp tác, đánh dấu cho tao biết. Nghe chưa? Dạ. Tình hình sao rồi mày? Em vừa mới gọi một ông, ông vừa bắt máy, chửi em như tát nước vô mặt, rồi tắt máy luôn. Tại sao nó chửi mày? Rồi chửi sao? Ông nói á, không phải ông Hùng á, thì dẹp đi. Căng à. À, vô gọi tiếp thử coi. Dạ. Tụi bay tiếp tục gọi cho tao nghe. Mày đỉnh đi. Mày làm cái gì vậy? Mày tỉnh đi. Buông ra. Mày đi hả mày? Đi đi. Mày làm gì vậy? Thì là cường đó. Nó làm cái giống chó nhưng mà chẳng ai chịu làm ăn với nó hết. Làm cái gì? Ăn cái gì? Ai làm ăn? Thì mấy người trong danh sách thằng Hùng đó. Nó làm cái gì mà không ai buôn bán hết? Cái gì? Nó gọi điện báo cho mày biết hả? Thì nó nói tụi mới biết chứ ai. Đã vậy, nó còn nói dẹp cái chuyện thằng Hùng qua một bên đi. Đi thì nó định tính sao? Bây giờ làm sao hả? Bây giờ làm sao? Hay là để tôi nói với nó chính thằng Trí Tài là thằng Hùng? Cái gì? Mày điên hả? Sao dám nói chuyện này ra? Điên cái gì mà điên? Có con như quỷ thì có. Tôi nói đó, tôi kích nó, giết mẹ nó thằng Hùng đi. Ông nghĩ coi, nếu thằng Hùng chết trong tay của thằng Cường thì mình đỡ phiền phức biết mấy hả? Đúng không? Mày làm sao không? Thằng Hùng chết thì dễ, nó chết rồi ai lãnh đạo tổ chức? Nếu mà không lãnh đạo được thì gặp mẹ nó vô băng của thằng Cường đi. Thằng Cường nó lo cho mày hả? Mày đem hết lính qua gia nhập tụi nó, mày chờ gặp sư của nó hả? Thì nó cũng muốn bành trướng mà. Nó bành trướng cơ nào? Nó bành trướng cơ nào cũng lo cho lính tụi nó. Nó lo cho mày à? Mày lại nó phải lo cho mày. Cái đồ ngu. Nè,
ông đừng suốt ngày coi thường thằng này nha. Tôi có thể lập ra một đám đàn em vận chuyển hàng biên giới về đó. Cái gì? Vận chuyển hàng biên giới về? Giống cái tụi cụ vàng hả? Làm ăn nhỏ lẻ với mày à? Nó cần mày sao? Cái này không được, cái kia cũng không được. Ông tính sao? Ông nói mẹ nó đi. Mày làm cái gì vậy? Mình tính lại đi. Cách duy nhất bây giờ là quay lại so dịu thằng Hùng. Ông nói cái gì? Ông ngu thì có, tự nhiên so dịu thằng Hùng là sao hả? Chứ còn cách nào nữa? Mày phải nịnh nó, xóa dịu nó, để nó cho mày những mối làm ăn, những quyền lợi giống như xưa. Mày hiểu chưa? Mày đó cũng nên quay lại bằng cách làm ăn mới với nó đi, về những quyền lợi mới. Cái gì? Cái gì mà quyền lợi mới với cũ hả? Ông nói cái gì tôi không hiểu gì hết á. Chứ đầu quá đi. Tao cũng định nói với mày, lúc trước tao bàn với tao rồi, tao gạt ngang, tao chờ mày về ba mặt một lời để nói. Nó nói gì với ông? Nó nói cái gì hả? Nó nói nó chia cho mình 4 phần, không phải 7-3 như trước. 4 phần? Chỉ anh em mình thôi hả? Nhưng tôi nghĩ phải chia cho vợ thằng Lâm và mấy đứa con của nó nữa. Ông rảnh quá ha. Vợ ông Lâm 30-40 người, biết con nào? Thì con nào vợ cả thì chia cho nó. Chuyện đó tính sao đi. Chuyện trước mắt là gặp thằng Hùng bằng tính đó. Nhưng mày phải hứa với tao, gặp thằng Hùng không được nổi điên kia chưa? Tôi cũng hứa gì hết á. Để coi nó biết điều hay không đó. Lâu lắm rồi em mới có cảm giác bình yên như vậy. Bình yên cái gì mà bình yên? Anh đang lo sốt cả ruột đây nè. Anh không biết ngoài kia sẽ ra chuyện gì. Anh bình tĩnh lại đi. Không phải anh nói với em á, cuối cùng sẽ thuộc về ta anh hết hay sao? Thì biết vậy, nhưng mà mình cũng phải tính trước, lỡ xảy ra chuyện gì còn sẽ trở kịp. Người tính không bằng trời tính đâu anh. Trong khi mình đang ở trong hoàn cảnh như vậy, làm sao mà tính toán gì được hả anh? Mẹ còn cái thằng Quý Cường Soái, không biết là cái con mẹ gì với bản danh sách mà lâu quá vậy không biết. Em nghĩ là các chiến hữu của mình đủ ma mạnh, không làm ăn với đám cò con đâu. Đúng rồi, họ rất ghét mấy cái đứa hớt tay trên người khác. À, em tưởng anh chỉ lo chuyện A Hải thôi chứ. Chuyện A Hải thì chắc chắn phải lo rồi. Nhưng bây giờ cái nỗi lo thường trực là làm sao hòa giải với cái đám anh em họ Trương để nó thả mình ra kìa. Chào đại ca. Chào hai người. À, bà chị, sao rồi? À, Trương Hùng. Sao rồi? Tụi bay tính sao rồi? Tính chuyện gì? Thì cái chuyện ăn chia 6-4 mà bữa trước tao nói với ông Vĩnh đó. À, anh trai tôi có nói cho tôi nghe. Hai người làm gì suy nghĩ lâu vậy, cả tuần nay rồi? Đôi chừng nào mới thả tụi tôi ra? Ê, bà chị từ từ chứ, làm gì nóng lòng dữ vậy? Thả thì tôi sẽ thả, nhưng mà tôi muốn Trương Hùng phải hứa với tôi vài chuyện. Chuyện gì? Nói đi. Thứ nhất, chuyện từ bữa giờ coi như bỏ qua, coi như là hiểu lầm thôi. Bởi vì nếu như tôi muốn tạo phản á, thì hai người có đủ hơi mà nói chuyện với tôi tới ngày hôm nay hay không? Vậy thôi chứ gì. Đúng. Chuyện đó ta hiểu mà, coi như ta chấp nhận. Còn chuyện thứ hai? Chuyện thứ hai, mày phải giữ đúng lời hứa về cái vụ ăn chia nghe chưa? Có vậy thôi chứ gì. Phải. Còn điều kiện nào nữa không? Tao chưa nghĩ ra. Vậy thì mấy ông chuẩn bị xe đi, cho vợ chồng tôi về. Tôi còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Tiếp tục tâm sự đi ha. Anh dễ tin người vậy sao? Phải tin chứ.
trong hoàn cảnh này không tin không được. Nhưng mà anh không bao giờ quên chuyện cái ngón tay này bị cắt đứt đâu. Chuẩn bị đi. Phải nói hôm nay uống một bữa đó sai thiệt. Mặt của hai anh cũng đỏ hết trơn rồi kìa. Nhìn mặt bà cũng vậy kìa. Công nhận là tửu lượng của anh cũng cao thiệt nghe. Bà cũng thua gì đâu, bà cũng uống quá trời vậy. Quá khen rồi. Rất tiếc. Alo. Hôm nay Trương Hùng không uống, chứ không thì... Ông phải kiên. Bởi vì từ ngày giải phẫu trở về, ông phải kiên đủ thứ đó. Mà nói thiệt nghe, hôm nay tôi vui lắm. Vì lần đầu tiên không phải giấu giếm chuyện gì hết. Thôi, mình về. Ừ. Ok, tao biết rồi. Thôi, tôi về đó. Tôi về nha. Anh, có chuyện gì sao mặt mày anh căng thẳng quá vậy? Thằng Quang mới điện thoại báo thằng Vĩnh với thằng Hào câu kết với tụi cực sói mấy bữa rồi. Vậy bây giờ tính sao anh? Còn làm sao nữa, xử hết tụi nó chứ làm sao.